xử lý ra sao vụ người dân vay tài xế bắt đền 400 triệu sau tai nạn? Theo luật sư, nếu gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường tại chỗ, nhưng tài xế không đồng ý, sau đó đám đông dùng vũ lực ép lái xe phải đưa tiền, thì sẽ cấu thành tội phạm. Liên quan vụ tài xế ô tô bị người dân ở huyện Sapa, Lào Cai đòi đưa tại chỗ 400 triệu đồng sau va chạm giao thông khiến một người chết, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị sẽ yêu cầu công an huyện này điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm. Trước đó, trưa ngày 1 tháng 3, Hàng A Câu 15 tuổi ở xã Sa Bá đi xe máy trên quốc lộ 4D. Khi qua đoạn thuộc thôn Sa Bá cùng xã, xe máy này tông trực diện ô tô con do anh Nguyễn Trọng Nghĩa 30 tuổi ở thành phố Lào Cai điều khiển. Sau tai nạn, Câu tử vong. Người nhà nạn nhân và người dân địa phương đã bao vây đòi anh Nghĩa bồi thường 400 triệu đồng mới cho cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, vụ việc gây ùn tắc trên quốc lộ nhiều giờ. Dù công an vận động nhưng đám đông vẫn không cho di chuyển thi thể, sau đó anh Nghĩa đã đưa cho gia đình Câu 200 triệu, 18 giờ cùng ngày đoạn đường mới thông xe. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư Hà Nội, trước hết cần xác định lỗi của các bên tham gia giao thông mới có căn cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Người nào vi phạm luật giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự. Nếu có căn cứ xác định lái xe ô tô không có lỗi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, khi đó hai bên tự thỏa thuận bồi thường dân sự. Nếu không đồng nhất, vụ việc sẽ do tòa án dân sự phân xử. Căn cứ thông tin ban đầu vụ việc, luật sư Thơm cho rằng việc người nhà nạn nhân và người dân địa phương đòi tài xế ô tô 400 triệu vì làm chết người, đó là yêu cầu bồi thường trách nhiệm dân sự. Lúc đó có thể do họ bức xúc chưa biết đúng sai nên yêu cầu lái xe đưa tiền để lo các chi phí. Sau đó, người lái ô tô đã đưa 200 triệu. Theo luật sư Thơm nhận định, nếu tài xế đưa tiền trong trường hợp bị gia đình nạn nhân và người dân sử dụng vũ lực có lời nói đe dọa để bắt ép phải đưa, khi đó tùy theo tính chất và mức độ, vụ việc có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản theo điều 168 hoặc tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự. Còn việc bồi thường 200 triệu do lái xe ô tô và gia đình nạn nhân thỏa thuận, trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng thì đó có thể được coi là bồi thường dân sự. Đối với một số người dân có hành vi gây mất trật tự, cản trở việc đưa thi thể ra khỏi hiện trường, cản trở điều tra giải quyết tai nạn giao thông thì tùy theo tính chất, mức độ có thể phải chịu trách nhiệm về tội chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ luật hình sự.